Trong thế giới điện ảnh, nàng tiên cá luôn là một chủ đề thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, không chỉ với trẻ em, mà cả người lớn cũng vậy. Những câu chuyện đầy màu sắc, kỳ diệu về nàng tiên cá đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả và trở thành một biểu tượng về sự đẹp đẽ và đầy mơ mộng. Bên cạnh những bộ phim về nàng tiên cá trong cổ tích, với các mối tình lãng mạn, hài hước, thì cũng không ít lần các nhà làm phim xây dựng hình tượng người cá có yếu tố kinh dị, đẫm máu. Mang tới một góc nhìn thú vị và mới mẻ về nhân vật bí ẩn của đại dương này, ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những bộ phim về nàng tiên cá hay nhất từ trước tới nay, ngay trong video này nhé. 1. Chuyện tình nàng tiên cá, Splash, 1984. Hình ảnh người cá xinh đẹp Maggie Sun do nữ diễn viên Daryl Hannah thủ vai trong bộ phim Chuyện tình nàng tiên cá của đạo diễn người Mỹ John Howard đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, đặc biệt là những ai yêu thích dòng phim về chủ đề Mỹ nhân ngư. Đây là bộ phim lãng mạn giả tưởng về tình yêu giữa nàng người cá Maggie Sun và chàng trai Island do Tom Hanks thủ vai, với những tình huống hài hước dở khóc dở cười đã mang đến cho người xem những giây phút giải trí thú vị và sảng khoái. Với sự xuất sắc của hai diễn viên chính kết hợp với nội dung hấp dẫn, bộ phim Chuyện tình nàng tiên cá 1984 đã được đề cử nhiều giải thưởng như giải Quả cầu vàng cho phim hay nhất, giải Oscar cho phim có kịch bản xuất sắc nhất và top 100 bộ phim hay nhất của điện ảnh Mỹ lúc bấy giờ. 2. Nàng tiên cá, The Little Mermaid, 1989. Một bộ phim hoạt hình về nàng tiên cá kinh điển đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ khán giả, được sản xuất bởi hãng phim Disney, nội dung kể về cô nàng tiên cá tên là Ariel, là con gái của vua thủy tế Triton. Ước mơ của cô là được một lần sống như cuộc sống của loài người trên đất liền. Cô và cha của cô luôn nảy sinh những mâu thuẫn về sự nguy hiểm của loài người. Sau những ngày ông lo lắng về con gái mình, thì một ngày nọ chuyện xấu cũng đã xảy ra. Ariel đã phải lòng một chàng hoàng tử sau khi cô cứu anh ta khỏi một vụ đám tàu. Sau đó, Ariel đã tìm đến mụ phù thủy bạch tuộc để chấp nhận được giọng nói để lấy đôi chân, với mong muốn có cuộc sống như con người. 3. Nàng tiên cá Aquamarine, 2006. Nàng tiên cá Aquamarine là tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại hài hước, viễn tưởng, dành cho lứa tuổi vị thành niên, được lấy nguyên tác từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nữ tác giả người Mỹ Alice Hoffman. Nội dung kể về Claire và Hailey là hai người bạn thân thiết, đang cùng nhau tận hưởng mùa hè cuối cùng, trước khi Hailey phải chuyển đi Úc vì công việc của mẹ cô bé. Đối với Claire, Hailey vừa là bạn, vừa là người mẹ, bởi lẽ cả ba mẹ của cô đều đã mất vì một tai nạn đám tàu. Cả hai cùng nhìn ra biển và cầu cho mẹ Hailey sẽ thay đổi suy nghĩ để cô có thể ở lại. Ngay lập tức, một cơn bão ập đến khiến cả hai phải trở về chỗ trú. Sáng hôm sau, Claire vô tình ngã vào một hồ bơi được dựng ngoài bãi biển, nhìn thấy một thứ gì đó lạ lùng với mái tóc xanh và đuôi cá. Cô nhanh chóng khám phá ra, đó chính là một nàng tiên cá tên Aquamarine. Cả ba nhanh chóng trở thành bạn tốt, và Aquamarine kể về số mệnh của mình. Nếu không tìm được tình yêu đích thực, cô sẽ phải lấy một người xa lạ theo lệnh của cha cô. Đồng thời Claire và Hailey chính là tia hy vọng cuối cùng của cô. 4. Chuyện tình nàng tiên cá, 2008. Có thể không phủ sóng mạnh mẽ toàn châu Á, nhưng bộ phim về nàng tiên cá Dicebel của Philippines lại trở thành tuổi thơ của biết bao khán giả tại Việt Nam. Cốt truyện xoay quanh hành trình đi tìm tình yêu đầy trắc trở của cô nàng người cá Dicebel, đứa con được sinh ra từ mối nhân duyên giữa người và cá. Nhằm bảo vệ con gái, mẹ Dicebel từ nhỏ đã đưa cô quay về biển cả, nhưng khi trưởng thành, Dicebel lại đem lòng yêu thương chàng trai Fido. Vì muốn bên cạnh người yêu, Dicebel đã chấp nhận đánh mất nhan sắc để đổi lấy đôi chân, nhưng khi nguyện vọng được như ý, Fido lại không hề nhận ra cô vì ngoại hình quá khác biệt, và anh đã đính hôn với một cô gái khác. 5. Big Ba Tiên Tử, 2013. Big Ba Tiên Tử là một trong những bộ phim kinh điển của Hoa ngữ. Khi nhắc đến thể loại phim về nàng tiên cá, mỹ nhân Tôn Phi Phi đã có một vai diễn để đời. Khi vào vai nàng tiên cá Ngư Nhi, người bất chấp tính mạng để hy sinh cho tình yêu cùng chàng trai người Phạm Lý An. Bộ phim Big Ba Tiên Tử kể về câu chuyện tình yêu cảm động giữa chàng Lý An, người trần mắt thịt, và nàng Hồng Ngư Nhi, tiên cá tại hồ Big Ba. Lý An là một viên quan được triều đình cử đến dư huyện để điều tra về vụ buôn lậu muối, nhưng khi đến hồ Big Ba thì bị kẻ xấu hãm hại. Trước sự ra đi của người yêu, Hồng Ngư Nhi đã quyết để thi thể chàng trong động của mình, rồi dùng phép thuật biến thành Lý An để tiếp tục điều tra và tìm ra thủ phạm đã hãm hại chàng. Rắc rối ập đến khi Ngư Nhi phải đối mặt với mẹ của Lý An và Triệu Tú, cô gái đem lòng yêu Lý An say đắm. 6. Sir Blush Princess, Nàng Tiên Cá, 2014. Đây là một bộ phim truyền hình lãng mạn của Hàn Quốc, kể về Hani, một nàng tiên cá cực kỳ xinh đẹp, nhưng vì buồn chán với cuộc sống nơi đại dương, nên cô đã tìm kiếm cho mình cơ hội để trở thành người phàm trần. Để được trở thành một cô gái bình thường,
Hani có nhiệm vụ phải chinh phục được trái tim của một người đàn ông bất kỳ trong thời hạn 100 ngày. Nếu nhiệm vụ thất bại, cô bắt buộc phải trở về cuộc sống buồn chán nơi đại dương sâu thẳm. Trong khi tìm kiếm người đàn ông của đời mình, Hani có dịp thăm thú và trải nghiệm cuộc sống ở thủ đô Seoul hoa lệ và chuyển đến ngôi nhà vui vẻ, nơi có các nam thanh niên đang trong hành trình tìm kiếm công việc sau khi ra trường. 7. Huyền thoại biển xanh 2016. Huyền thoại biển xanh là bộ phim truyền hình bom tấn của Hàn Quốc, được khán giả hết sức mong đợi ngay từ những ngày đầu ra mắt. Với sự góp mặt của nam diễn viên Lee Min Ho, phim được truyền cảm hứng từ tập truyện cổ tích về người cá đầu tiên của Triều Tiên, từ một học giả thời Joseon tên Joo Mung In, kể về một người ngư dân bắt được một nàng tiên cá, rồi thả cô về lại với biển. Nội dung bộ phim xoay quanh chuyện tình kéo dài hai kiếp giữa mỹ nhân ngư Sewa do Jun Ji Hyun đóng và Kim Dam Ryung do Lee Min Ho đóng. Nhưng tại Joseon, mối nhân duyên này lại kết thúc bằng cái kết bi thương, đẫm nước mắt. Ở kiếp sau của hai người ở thế kỷ 21, cả hai lại vô tình tái ngộ nhau khi nàng tiên cá ngờ nghịch Sim Chung do Jun Ji Hyun đóng, vô tình đột nhập vào nhà tên lừa đảo Heo Jun Ji E do Lee Min Ho đóng và gây nên bao chuyện rắc rối. 8. Mỹ Nhân Ngư 2016. Được đạo diễn bởi vua Hải Châu Tinh Trì, Mỹ Nhân Ngư kể về chuyện tình giữa một ông trùm bất động sản giàu có và nàng tiên cá được cử để đi hạ sát anh, xen lẫn với tiếng cười là những thước phim cảm động thắm đượm tình cảm gia đình. Câu chuyện bắt đầu khi ông trùm bất động sản Lưu Hiên quyết định mua một khu bảo tồn động vật hoang dã ven biển cho một dự án cải tạo đất. Theo đó, công nghệ sóng siêu âm sẽ được sử dụng để đánh đuổi động vật biển cư trú xung quanh. Lưu Hiên không hề hay biết rằng Vịnh Xanh, nơi anh mua, chính là nơi cư ngụ của những người cá, và công nghệ sóng siêu âm cộng với ô nhiễm môi trường đã làm nhiều người cá bị bệnh và qua đời. Những người sống sót phải trú ngụ trong một con tàu đám bị bỏ hoang và San San do Lâm Duẫn đóng, một người cá được huấn luyện đặc biệt để đi trên vây của mình, nhận nhiệm vụ ám sát Lưu Hiên. 9. Cổ tích nơi đại dương 2018. Trong bộ phim Cổ tích nơi đại dương, nàng tiên cá do nữ diễn viên Park Bi Jae Tân thủ vai đã mang đến những hình ảnh đẹp, kỳ ảo và êm dịu, đúng như những gì các fans hâm mộ truyện cổ tích vẫn luôn tưởng tượng và mong đợi được chiêm ngưỡng. Vì là bộ phim điện ảnh về nàng tiên cá hướng tới đối tượng khán giả chính là trẻ em, nên trong phim hầu như đều hạn chế các cảnh quay bạo lực, thay vào đó là các thước phim lãng mạn, kỳ ảo, nhẹ nhàng, đúng chuẩn truyện cổ tích. Cốt truyện xoay quanh nàng tiên cá Elizabeth, vì một lý do nào đó mà rơi vào tay ông chủ giáp sức độc ác. Tại đây, cô gặp gỡ anh chàng phóng viên tốt bụng là Cam Harrison, do William Morse thủ vai. Vì tình yêu dành cho Elizabeth, Cam Harrison đã hứa sẽ dùng tất cả mọi cách để đưa cô quay về biển cả. 10. Mỹ Nhân Ngư, Hồ Tử Thần, 2018. Nhà sản xuất của bộ phim Mỹ Nhân Ngư, Hồ Tử Thần đã thẳng tay gạt bỏ câu chuyện tình yêu lãng mạn thường thấy ở các phim về nàng tiên cá, thay vào đó là các yếu tố kinh dị dọa khán giả rợn tóc gáy. Từ nhiều năm trước, một cô gái trẻ không may bị chết đuối và sau đó trở thành tiên cá hắc ám dưới Hồ Tử Thần. Truyền thuyết kể rằng, nếu bạn bơi tại Hồ Tử Thần vào ban đêm thì nàng tiên cá hắc ám này sẽ xuất hiện. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, anh chàng Roman lại đi bơi vào ban đêm và rơi vào tay Ata xa vào lưới tình với Roman và muốn giữ chàng cho riêng mình mãi mãi, để vĩnh viễn chiếm đoạt Roman, Ả âm mưu dìm hôn thêm Marina của chàng xuống đáy hồ. Hành Marina một phen sống dở, chết dở tìm cách cứu cả hai sống sót. 11. Người cá báo thù 2019. Người cá báo thù 2019 là bộ phim kinh dị về nàng tiên cá, chắc chắn sẽ khiến bạn choáng váng vì những phần đoạn đẫm máu, tra tấn bạo lực cứ liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Khác xa với những motif mỹ nhân ngư say đắm, si tình vì tình yêu, người cá báo thù lại mang đến khán giả một trải nghiệm hoàn toàn khác, nàng tiên cá quay lại trả thù những người đã làm cô đau khổ. Bộ phim mở đầu với cảnh một cô người cá bị mắc vào lưới, sau đó cô trở thành vật thí nghiệm của một tên bác sĩ tâm thần, hắn dùng tất cả thủ đoạn tàn nhẫn, vô nhân đạo nhất để hành hạ cô, gieo trong lòng cô những oán hận không thể xóa bỏ. 12. Nàng tiên cá ở Paris 2020. Nàng tiên cá ở Paris gieo thương nhớ cho khán giả bởi chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào giữa anh chàng nhạc sĩ Gapa và cô nàng người cá xinh đẹp Lula. Anh tình cờ cứu cô trong một buổi trình diễn hòa nhạc và giúp cô ẩn mình tại bồn tắm nhà mình. Phải chăng vì tình yêu giữa họ chớm nở giữa sự hoa lệ của thành phố Paris, nên trái tim khán giả cũng dần xao xuyến, chìm đắm trong từng thước phim, điệu nhạc, vốn dĩ sinh ra ở hai thế giới khác biệt, liệu kết thúc nào đang chờ đón cặp đôi? Hãy xem ngay bộ phim tuyệt vời này để biết cái kết nhé! Trên đây là toàn bộ danh sách 12 bộ phim về nàng tiên cá hay nhất mà Tuti Health muốn chia sẻ tới bạn. Trong danh sách này có cả những bộ phim về các nàng tiên cá cổ tích, cũng có cả những phim về đề tài kinh dị. Hãy theo dõi để có những trải nghiệm,
góc nhìn mới về nhân vật bí ẩn của biển cả này nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video và đừng quên để lại một bình luận cho chúng mình biết bộ phim về nàng tiên cá mà bạn yêu thích nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!